Xin chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cái loa mới của hãng JBL mang tên là JBL Clip 2. Thì đây là một trong những sản phẩm mới thuộc phân khúc giá rẻ của JBL họ bán tại Việt Nam. Và đây là một trong những sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn và dễ thương nhất mà mình cảm nhận từ những sản phẩm của JBL mới năm nay. Thì ở mặt trước của sản phẩm này có một cái lớp vải để họ bọc ở phía bên ngoài, và bên trong thì có những cái lớp để chống nước, tại vì cái loa này nó hỗ trợ IPX7 để các bạn có thể hỗ trợ sử dụng ở những nơi ẩm ướt. Tuy nhiên thì mình không khuyến cáo các bạn ngâm nó hoàn toàn vào trong nước, nó sẽ gây hư hại cho loa. Thì ở mặt trước chúng ta có một cái logo của JBL trên cái nền màu xanh của cái loa này rất là đẹp. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có một cái móc và một cái vị trí để móc cái móc này vào. Thì cái móc này các bạn có thể hoàn toàn tháo ra được mà không có sợ là nó bị mắc kẹt ở trong này. Đó, cái móc này sẽ rất là đa năng để các bạn có thể móc vào những vị trí khác nhau. Ở xung quanh và toàn bộ phần thân ở phía đằng sau thì họ bọc một cái lớp cao su rất là dày, và trên mỗi một cái vị trí khác nhau thì họ sẽ có những cái chi tiết khác nhau. Giống như ở giữa này thì họ sẽ có một cái jack 3.5 mà các bạn có thể tháo ra để có thể kết nối với những thiết bị không hỗ trợ cái chuẩn Bluetooth. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có ở bên phải, chúng ta sẽ có hai phím hai bên, đó là phím pair Bluetooth và phím nguồn của máy. Ở phía giữa là một cái nắp, thì cái nắp này sẽ là một nắp cao su và nó có ron rất là dày. Bên trong nó sẽ chứa cái cổng micro USB, các bạn mở ra sẽ thấy được. Các bạn sẽ phải đóng chặt nó lại như thế này để cho nó đảm bảo cái khả năng chống nước của cái sản phẩm. Ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có thêm hai cái ở bên tay trái các bạn sẽ có thêm ba cái vị trí khác nhau, đó là phím nghe gọi cũng như là phím tăng nhỏ âm lượng, và phía dưới là một cái micro để các bạn có thể hỗ trợ đồng thoại và rảnh tay. Thì về cái sản phẩm này, nó có cái công suất khoảng 3W và cái nguồn pin của nó chơi nhạc được liên tục khoảng 8 tiếng, và các bạn sẽ phải mất khoảng 2,5 giờ để các bạn có thể sạc đầy cho sản phẩm này. Thì nói về JBL Clip 2, đây là một trong những sản phẩm có thiết kế trẻ trung và năng động, cùng với đó là cái khả năng di chuyển và cái móc để chúng ta có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau, trên ba lô, thậm chí là ở trên cái quần jean của chúng ta có thể móc vào và đi chơi với bạn bè cũng được, cũng rất là cá tính và rất là đặc biệt. Bây giờ thì mình sẽ mở âm thanh từ cái JBL Clip 2 này để các bạn có thể nghe thử. Và chúng ta sẽ bấm như thế này và pair. Mình sẽ pair với điện thoại của mình ở đây. Rồi, bấm cho nó pair nha. Rồi, Clip 2. Đây, mình khá là thích cái móc này, các bạn có thể bẻ nó xuống như thế này và dựng cái loa cho nó hơi nghiêng một tí chứ không phải là nằm dài ra. Rồi, bây giờ thì pair xong, mình sẽ đến một ca khúc nhẹ nhàng trước, sau đó mình sẽ nhịp điệu nó sôi động hơn một tí. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với một cái khúc nhạc nó sôi động hơn một tí và có âm hưởng nó nhanh hơn một tí để các bạn có thể kiểm chứng âm thanh của cái loa này nó như thế nào nha.
Như vậy, nếu chúng ta nói về một chiếc loa có cái khả năng chơi nhạc và cái chuẩn chống nước tốt thì JBL Clip 2 là một trong những cái sản phẩm như vậy. Chúng ta sẽ có công suất khoảng 3W, thời gian chơi nhạc khoảng 8 tiếng và cái khả năng di chuyển ở nhiều nơi trên cái loa JBL chiếc Clip 2 này. Thì JBL Clip 2 cũng sẽ có mặt tại cái sự kiện PAS 2016 do Sony họ tài trợ, và Mai Nguyên cũng là một trong những cái gian hàng sẽ có mặt tại cái triển lãm này. Thì các bạn có thể đến đó và xem thử, cũng như là các bạn có thể lên website maiNguyen.vn để xem thêm những thông tin khác về cái sự kiện này do Mai Nguyên tham gia và trình diễn với một số những cái dạng loa, đặc biệt là có những cái dàn loa mới của Sony và cả của JBL. Xin chào và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.